Nga triển khai hàng loạt khí tài quân sự tới Belarus, tập trận chiến thuật chung cả ngày lẫn đêm. Các bạn thân mến, điều một quốc gia sợ hãi nhất không khác gì ngoài vấn đề không gian địa chính trị của mình bị thu hẹp. Rõ ràng, Ukraine rước NATO đến cửa ngõ nhà người Nga thì Tổng thống Putin cũng có thể làm điều tương tự. Mới đây, ông ấy đã triển khai hàng loạt khí tài quân sự cũng như những cuộc tập trận xuyên ngày đêm đến Belarus, đồng minh ruột của Moscow. Chính quyền ông Zelensky lo sốt vó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Belarus có chung đường biên giới dài 1.085 km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100 km. Minsk cũng là đồng minh thân cận của Moscow, từng cho Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự không lâu trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Một báo cáo của Kyiv Independent cho biết, Nga đã vận chuyển ít nhất 60 khí tài quân sự tới Belarus trong vài ngày qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và Belarus có biên giới giáp danh với miền Bắc Ukraine. Theo Belaruski Hajun, cơ quan truyền thông giám sát quân sự độc lập của Belarus, hai lô thiết bị của Nga đã được vận chuyển tới Belarus. Lô đầu tiên được chuyển vào ngày 8 tháng 12 từ thành phố Chebakol ở Chelyabinsk đến ga tàu ở Polonka, quận Baranovichi của tỉnh Brest, Belarus vào ngày 12 tháng 12. Cụ thể, lô đầu tiên gồm 30-40 xe quân sự Uran mới của lực lượng vũ trang Nga, dường như dành cho quân đội Nga, được triển khai tại thao trường Oberst Lenovsky, cách ga Polonka không xa. Lô thiết bị thứ hai được gửi từ ga tàu Ochogorska ở Voronezh, Nga vào ngày 11 tháng 12 đến ga Polonka ở Belarus vào ngày 14 tháng 12. Lô thứ hai gồm khoảng 20 xe quân sự Uran, bồn chứa nhiên liệu, xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Belaruski Hachun cho rằng, lô thiết bị thứ hai cũng dành cho các đơn vị quân đội Nga được triển khai tại thao trường Oberst Lenovsky. Hoạt động vận chuyển vũ khí giữa hai quốc gia đang diễn ra với cường độ dồn dập. Trước đó, hồi cuối tháng 11, Moscow đã chuyển lô thiết bị quân sự lớn tới Minsk, bao gồm ít nhất 15 hệ thống tên lửa phòng không TOR-M2 và 10 đơn vị thiết bị kỹ thuật. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 10 tháng 12 cho biết, số binh lính Nga tại 3 thành phố Mazyr, Gomel và Mogilev của Belarus đang tăng lên. Không chỉ dừng lại ở cung cấp vũ khí và vận chuyển binh lính, quân đội Belarus gần đây liên tục tiến hành các hoạt động huấn luyện tăng cường năng lực chiến đấu cùng với sự tham gia của các binh sĩ Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các binh sĩ thuộc khu vực quân sự phía Tây đang tiếp tục huấn luyện chiến đấu tăng cường trên phạm vi của lực lượng vũ trang Belarus. Tuyên bố nhấn mạnh, các hoạt động huấn luyện chiến đấu diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập được công bố hôm 13 tháng 12 sẽ có tính chất toàn diện và phức tạp hơn. Quân đội sẽ phải nhanh chóng di chuyển đến các khu vực được chỉ định, tiến hành các bài tập phòng thủ và kỹ thuật, sử dụng thiết bị và dựng cầu bắc qua các sông Neman, Berezina ở Tây và Đông Belarus. Các binh sĩ thực hiện nội dung bắn đạn thật, khai hỏa các loại vũ khí từ súng bộ binh đến súng cối và pháo. Họ còn mài giũa kỹ năng lái phương tiện chiến đấu, vượt qua trở ngại về tâm lý, học cứu thương chiến trường và nhiều nội dung khác. Đây là động thái mới nhất của quân đội Belarus sau hàng loạt hoạt động quân sự, bao gồm tập trận chống khủng bố, làm dấy lên lo ngại Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công vào Ukraine trong những tháng tới. Người phát ngôn cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine Andrei Demchenko cho biết trên đài truyền hình quốc gia Ukraine rằng, hiện tại, lực lượng biên phòng đang tăng cường phòng thủ trên biên giới ở các khu vực từ Volyn đến Chernihiv, xây dựng các công trình phòng thủ, lắp đặt thiết bị giám sát và ghi âm nhằm biết trước những gì đang xảy ra ở khu vực bên kia biên giới. Ông Demchenko cho rằng, cần phải chuẩn bị cho những diễn biến khác nhau có thể xảy ra khi Nga đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine qua lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Kyiv cáo buộc các căn cứ quân sự, đặc biệt là các sân bay của Minsk gần khu vực biên giới với họ, đã được các máy bay chiến đấu của Moscow sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Kyiv. Belarus tuyên bố sẽ không tham chiến ở Ukraine, nhưng Tổng thống Alexander Lukashenko hồi tháng 10 thông báo sẽ cùng Nga thành lập liên minh quân sự hiệp đồng để đối phó gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. 70.000 quân nhân Belarus và 15.000 binh sĩ Nga tham gia lực lượng hiệp đồng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung gần biên giới với Ukraine. Belarus là đồng minh ruột của Nga và cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công.
nước này cũng bị nghi cho phép Nga dùng không phận phóng tên lửa nhằm vào Ukraine. Minsk nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia vào xung đột. Tục ngữ Việt Nam ta có câu, bán anh em xa mua láng giềng gần. Đây không phải ý bảo chúng ta bán đi anh em của mình, mà là lời khuyên cho một nguyên tắc sống ở đời. Người ở gần là người có thể giúp đỡ và hỗ trợ mình rất nhiều trong những lúc thật sự nguy cấp. Cả đại gia đình anh em xa cũng không thiết thực bằng một người láng giềng gần. Bởi thế nên, nếu không thể đối xử tốt với nhau thì cũng đừng làm gì ảnh hưởng đến nhau. Huống hồ, Nga, Ukraine và Belarus không chỉ là những người láng giềng mà còn có chung một nguồn cội. Vậy nên, những gì Ukraine nhận được ngày hôm nay là do họ tự chuốc lấy khi quay lưng vào lịch sử. Không chỉ mỗi Belarus mới đứng về phía Liên bang Nga, việc đổ vỡ trật tự cũ tất yếu sản sinh cán cân quyền lực mới. Nga, Trung Quốc và Iran là một trong những liên minh mới hình thành. Trước sức ép của Mỹ và hàng loạt tác động khách quan do sự thay đổi trật tự toàn cầu, người ta đã hình dung về mối liên minh mới giữa các quốc gia đồng quan điểm, chung đối thủ. Trong đó, mối quan hệ bộ ba Trung Quốc, Nga và Iran nồng ấm lên trông thấy kể từ khi cuộc xung đột tại châu Âu nổ ra. Giới tinh hoa chính trị ở Tehran đã tranh cãi dữ dội về việc nên xuống thang với phương Tây hay ngả về phương Đông. Trong khi người Iran còn lưỡng lự thì nhân tố Trung Quốc xuất hiện từ năm 2010. Phương pháp cứng rắn của phương Tây, đặc biệt lệnh cấm vận vào năm 2012, không đe nẹt được Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người cầm quyền quốc gia Hồi giáo giai đoạn 2005-2013. Họ đã chọn Trung Quốc để tìm lối thoát. Quan hệ kinh tế Nga-Iran không đáng kể, nhưng hai bên ngày càng nhận ra họ có chung mục tiêu là thoát Mỹ, tự quyết trên thị trường dầu thô và khí đốt. Sau khi bị phương Tây cô lập, Tổng thống Putin càng muốn siết chặt hơn quan hệ với Iran. Nga muốn tìm kiếm nguồn cung cấp vũ khí cho chiến sự Ukraine. Ngược lại, Iran dễ dàng tiếp cận nguồn lương thực dồi dào từ Nga. Suy cho cùng, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trước mắt. Sau chuyến thăm của ông Putin đến Tehran hồi tháng 7, công ty dầu mỏ quốc gia Iran cũng đã ký thỏa thuận với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga để đầu tư 40 tỷ đô vào ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên của Iran. Hai nước cũng vừa lần đầu tiên sử dụng đồng rial và rúp trong thanh toán nhằm né các hạn chế tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Những gì Iran và Nga cần thì Trung Quốc có thể đáp ứng, cung cấp cho hai nước này thị trường thương mại khổng lồ, đủ sức đề kháng với lệnh cấm vận của phương Tây. Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để đạt được mục đích lợi ích kinh tế. Việc Iran tận dụng những cơ hội tiềm năng này như thế nào vẫn là dấu hỏi. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Nga mang đến cho Iran cơ hội mới để tối đa hóa lợi ích và thúc đẩy các tham vọng chính trị, kinh tế, quân sự của nước này. Ở một diễn biến khác, Liên minh châu Âu đang xem xét một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran trước các cáo buộc vi phạm nhân quyền cũng như cung cấp vũ khí cho Nga. Suy đoán Tehran đã cung cấp máy bay không người lái cho Moscow xuất hiện trong những tháng gần đây sau khi Nga bắt đầu tích cực sử dụng máy bay không người lái cảm tử trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Kiev và các phương tiện truyền thông phương Tây đã tuyên bố rằng máy bay không người lái Zheren 2 của Nga thực chất là máy bay không người lái Shahed 136 do Iran sản xuất. Cả Moscow và Tehran liên tục phủ nhận việc máy bay không người lái của Iran được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradollahian đã xác nhận rằng Tehran đã cung cấp một số lượng nhỏ máy bay không người lái cho Moscow nhiều tháng trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Nga gửi thông điệp cứng rắn đến phương Tây bằng dòng chữ trên sân bay Angel 2. Hãng thông tấn Eurasia Times cho biết, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà một thông điệp cứng rắn của Nga xuất hiện trên sân bay Angel 2 để các vệ tinh phương Tây có thể đọc rõ được. Ukraine vừa được cho là đã tấn công bằng máy bay không người lái và sân bay này sau khi nhận tin tình báo từ phương Tây. Trong tháng 12 này, hai căn cứ không quân chiến lược của Nga là Azov 2 và Dyazilevo đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, nghi là do Ukraine phóng sang. Hai vụ tấn công này cho thấy hệ thống phòng không Nga vẫn có thể bị xuyên thủng. Hình ảnh vệ tinh mới nhất về căn cứ Azov 2 ở vùng Saratov của Nga là dòng chữ tiếng Nga viết trên sân đỗ của máy bay tại căn cứ này với nội dung cầu cho lực lượng quốc xã chết đi. Ngay sau khi hình ảnh vệ tinh này được công bố, nó đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp trên mạng xã hội. Thông điệp này đã tái khẳng định quan điểm bấy lâu nay của Nga về mục đích chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine, đó là nhằm phi quốc xã hóa Ukraine.
giới chức Nga đã tiến xa tới mức độ tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của họ sẽ chỉ kết thúc sau khi quá trình phi phát xít hóa hoàn thành và những người có tội phải bị đưa ra trước công lý. Ukraine và phương Tây thì cho rằng các tuyên bố đó đơn thuần là lý do của Nga để biện minh cho việc mở rộng lãnh thổ. Giới phân tích phương Tây cho rằng thuyết phi quốc xã hóa nằm trong chiến lược do Tổng thống Putin vạch ra từ lâu để giải quyết vấn đề chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Thông điệp trên sân bay Azov 2 rất đáng lưu ý trong bối cảnh Ukraine dường như đã thực hiện được các cuộc không kích tầm xa và sâu trong lãnh thổ Nga, còn hệ thống phòng không và tình báo Nga có vẻ như vẫn chứa các lỗ hổng. Nga còn hứng chịu một cuộc tấn công nữa bằng máy bay không người lái tại sân bay Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tấn công này đã được thực hiện bằng máy bay không người lái thời Xô Viết đã qua chỉnh sửa. Nga không nói rõ đó là máy bay không người lái loại nào, nhưng các chuyên gia quân sự nhanh chóng giải mã thắc mắc này, cho rằng khả năng cao đó là máy bay không người lái Tu-141J. Trên báo chí thế giới xuất hiện các tin tức cho rằng Mỹ khuyến khích Ukraine tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái vào Nga, nhưng Washington đã bác bỏ điều này. Bí mật về máy bay không người lái Tu-141J từ thời Liên Xô. Đây là một máy bay chính xác với tầm bay tối đa là 1.000 km ở độ cao trung bình. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng phòng không Nga đã bắn hạ các máy bay không người lái tấn công của đối phương bay ở độ cao thấp. Ukraine đã chỉnh sửa rất nhiều đối với các máy bay không người lái cổ này để chúng có thể thực hiện không kích được. Các máy bay không người lái này được dẫn đường bằng các dữ liệu vệ tinh do Mỹ cung cấp. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã nói, chúng tôi nhận được các báo cáo nói rằng các sân bay chiến lược Diaghilevo và Azov đã bị tấn công dựa trên các dữ liệu vệ tinh của Mỹ. Yuri Knutov, một sử gia quân sự Nga kiêm giám đốc Bảo tàng Quân chủng Phòng không, phát biểu trong một cuộc tọa đàm rằng các vệ tinh Mỹ cung cấp cho lực lượng Ukraine thông tin tình báo và vạch ra lộ trình cho các máy bay không người lái Ukraine lách qua hệ thống phòng không và tấn công xuống sân bay Nga. Hiện nay, thế giới không còn bất ngờ về việc Ukraine thu lợi đáng kể từ nguồn thông tin tình báo phong phú do các nước NATO cung cấp cho họ, bao gồm mô tả theo thời gian thực về các hoạt động di chuyển quân của Nga. Hiện chưa rõ liệu thông tin tình báo này có gồm các hình ảnh độ phân giải cao từ các vệ tinh quân sự Mỹ hay không. Mới đây, các hình ảnh vệ tinh thương mại của hãng Massa Technology và Planet Labs cho thấy có hàng chục máy bay và tên lửa hành trình xuất hiện tại sân bay Azov 2, dự báo có thể sắp xảy ra một đợt không kích lớn trên toàn lãnh thổ Ukraine. Có lẽ chính các hình ảnh về máy bay và tên lửa đó đã thúc đẩy Ukraine tìm kiếm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ không quân Azov 2. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.